Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Lời dạy Chí Tôn Đức Hộ Pháp Đức Quyền Giáo Tông về việc cúng lạy, ý nghĩa lời cầu nguyện. Đức Ngọc Lịch Nguyệt dạy: Đến chùa thất rửa lần tội lỗi, nghe kệ kinh tắm gội linh hồn, mau mau mà tiến bước dồn, quả công đầy đủ quy tồn nguyên căn. Và cái lợi của việc cúng lạy, Đức Quan Thế Âm dạy là: Cúng lạy để nghỉ an tâm trí, để tịnh lòng, tịnh ý, tịnh ngôn, khép mình dưới bệ Chí Tôn, trao dồi tính nết, luyện hồn tinh anh. Cúng lạy để tâm linh phát hiện, nhìn Phật tiên trên điện hiền hòa, khởi lòng bác ái vị tha, thờ chung Thượng Đế là cha linh hồn. Lời dạy Đức Hộ Pháp: Bần đạo để lời khen cả con cái của Đức Chí Tôn. Bần đạo hài lòng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để tìm sự sống cho nhau, lo lường lại sự nghiệp của đạo. Bần đạo nhìn lại đám chức sắc thiên phong, mạo cao, áo rộng, lại chia rẽ bài bác nhau, không ra thể thống chi cả. Họ tưởng bần đạo quên miên rồi chết luôn, không đủ quyền năng cầm quyền nơi tòa thánh. Họ mơ hồ quá lẻ. Họ không nhớ lại trước đây bần đạo bị chánh phủ Pháp vu khống, bắt bần đạo đày qua châu Phi. 5 năm mấy tháng sau khi trở về, bần đạo đủ quyền năng chấn chỉnh, đem lại cho Việt Nam có một hội thánh xứng đáng, cầm quyền một tôn giáo cao đại ngang bằng như các tôn giáo khác. Họ quá dốt đạo, không tìm hiểu bí pháp các tôn giáo xa xưa đặng thấy. Bần đạo về Việt Nam kỳ này bằng một quyền năng phi thường, để trừng trị sửa đổi những kẻ lấp lửng mơ hồ phá hoại sự nghiệp của Đức Chí Tôn. Bần đạo tự lưu đài qua miên quốc là vì bần đạo muốn tránh cho giống nòi dân tộc Việt Nam tránh khỏi cái cảnh của giống dân Do Thái trước đây bị tiêu diệt mất nước, chứ chẳng phải bần đạo hèn nhát không đủ quyền năng chống chọi diệm nhu. Bần đạo để cho luật thiên điều trừng trị đích đáng, cả kiến họ Ngô của diệm ai cũng thấy. Bần đạo nói cho cả con cái của Đức Chí Tôn biết, đừng tưởng bần đạo đi đây rồi đi luôn mà tự tung tự tác, cải sửa theo phàm tâm ý mơ hồ của họ, làm cho một nền chánh giáo ra phàm giáo. Đạo Cao Đài có tân luật, pháp chánh truyền, đạo nghị định. Bần đạo để lại một kho tàng quý báu cho họ hành xử đạo pháp, đặng đắc thành quả vị chưa đủ hay sao? Là con muốn dẫm lên vết cũ đó nữa chứ. Họ đừng tưởng họ khôn và họ không còn gặp lại bần đạo. Bần đạo cấm không có một vị chức sắc nào đủ quyền sửa đổi luật lệ của đạo Cao Đài. Chờ bần đạo trở lại Việt Nam định liệu, hay chờ đến ngày nào có một hội thánh đầy đủ uy quyền hiệp cùng nhân sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa đổi mới hợp pháp. Bằng không, toàn cả con cái của Đức Chí Tôn bất tuân không thi hành việc sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó. Bần đạo ước vọng toàn cả con cái của Đức Chí Tôn khôn ngoan giữ đạo như thế đó, đặng bảo tồn mối đạo Cao Đài đến thất ức niên, không ra phàm giáo. Một vị tín đồ khôn như thế đó, chứ không phải nghe ai nói cũng nghe, vân vân dạ dạ đi theo. Theo như thế, đó là theo xuống phong đô cả lũ nó nghe. Bần đạo quả quyết như vậy. Đứng trước thiền đường, bần đạo hứa với con cái của Đức Chí Tôn: Từ đây, đứa nào biết lo cho sự nghiệp của đạo vì danh thể của Đức Chí Tôn, bần đạo nhân danh hộ pháp bảo tồn khen thưởng xứng đáng cho chư vị thánh đó. Ngược lại, những kẻ tham quyền cố vị, ganh hiền ghét bậc hiện tại phá hoại sự nghiệp của Đức Chí Tôn, bần đạo lấy quyền hộ pháp trừng trị những kẻ đó tại mặt thế này đó vậy. Cả con cái Chí Tôn yên tâm, đủ đức tin, có Đức Đại Từ Phụ ở bên chúng ta, có chư thần, thánh, tiên hỗ trợ việc làm của chúng ta. Bằng không chúng ta không giữ được sự nghiệp của Đức Chí Tôn đến giờ phút này. Vậy con cái Đức Chí Tôn tiến hành việc tạo dựng sự nghiệp của Đức Chí Tôn, bần đạo thấy một điều rất ngộ nghĩnh,
Đức Đại Từ Phụ muốn đem con cái của người về ngôi vị bằng cách ở nơi mặt thế này phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhiều nhục nhã đó vậy. Bần đạo cảm ơn cả con cái của Đức Chí Tôn. Thánh giáo dạy cách cúng lạy. Phần này tôi xin ghi lại thánh ngôn của Đức Chí Tôn dạy về cách lạy trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như lời giảng huấn của Đức Quyền Giáo Tông và của Hội Thánh để quý vị lãnh hội và thực hành cho đúng với phương thức và lễ nghi của đạo. Thứ nhất, thánh ngôn của Đức Chí Tôn. Lạy là gì? Là tỏ ra bề ngoài lễ kính trong lòng. Chắp hai tay lại là tại sao? Tả là nhật, hữu là nguyệt vị cho âm dương. Âm dương hiệp nhất, phát khởi càn khôn, sanh sanh hóa hóa, tức là đạo. Lạy kẻ sống hai lạy là tại sao? Là nguồn cội của nhân sanh lưỡng hiệp âm dương mà ra, ấy là đạo. Vong phàm lại bốn lạy là tại sao? Là vì hai lạy của phần người còn một lạy thiên, một lạy địa. Lạy thần, lạy thánh là ba lạy là tại sao? Là lạy đấng hàng thứ ba của trời, và cũng chỉ rằng tại tinh khí thần hiệp nhất, ấy là đạo. Lạy tiên, lạy Phật là chín lạy là tại sao? Là lạy chính đấng cửu thiên khai hóa. Còn lạy thầy 12 lạy là tại sao? Các con không biết đâu. Thập nhị khai thiên là thầy, chúa cả càn khôn thế giới, nắm trọn thập nhị thời thần, vào tay số 12 là số riêng của thầy. Thứ nhì, lời giảng của Đức Quyền Giáo Tông. Cách lạy khi cúng tứ thời. Trước khi phải đánh 3 tiếng chuông rồi thì sửa soạn khăn áo đèn nhang cho đủ. Như có nhiều vị cúng đấng từ bi thì phải vào điện thờ mà sắp bài bản, đứng cho ngay hàng hai bên, nghe 3 tiếng chuông lần thứ nhì thì hai bên chắp tay kiết quả, đưa chí tráng mình xả xuống chí gối, rồi hai bên khởi chân vào phía trong điện mà bước vào chỗ quỳ, mỗi hàng 3 vị, rồi ngước lên điện mới đưa tay kiết quả đến trán mình mà xá 3 xá. Phổ thiên áp địa gọi là tam tài, mới khởi chân trái bước tới một chút, quỳ chân mặt xuống trước chân trái, quỳ theo cho ngay thẳng cái mình, mắt thì ngó cho ngay thiên nhãn, mới đưa tay kiết quả lên trán chánh giữa mà lấy dấu niệm Nam Mô Phật, đưa qua bên tả gần lỗ tai niệm Nam Mô Pháp, đưa qua bên hữu gần lỗ tai niệm Nam Mô Tăng, mới để tay kiết quả nơi ngực. Đức Chí Tôn phân định việc cúng tứ thời. Đức Chí Tôn phân định thời Tý Ngọ cúng rượu, Mẹo Dậu cúng trà là một ý nghĩa huyền bí cao siêu, để cho con cái của Ngài được hưởng bí pháp vô vi, là cái đặc ân vô giá của Ngài ban cho đó vậy. Thời Tý là thời cực âm sanh dương, là thời nguồn khí của Đức Chí Tôn phát khởi, do nhất điểm dương sanh chi thủy vận chuyển càn khôn hóa sanh vạn loại, nên dậy hiến rượu. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ này, chúng ta hưởng khí sanh quang của Đức Chí Tôn, làm cho khí phách của chúng ta được mạnh mẽ, trí não sáng suốt. Thời Mẹo là thời nguyên thần của Đức Chí Tôn, sau những giờ tịnh định mà phát khởi biến hóa, sanh trưởng muôn loài, do âm dương vãng lai giao thời, gọi rằng thủy hỏa ký tế vạn loại hữu sanh, nên dạy hiến trà dùng âm dương thủy. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ này, chúng ta được hưởng thần cực của Đức Chí Tôn mà làm cho chân thần của chúng ta được tráng kiện. Theo như lời của Đức Hộ Pháp có nói, con người ban ngày ăn uống vật thực để nuôi lấy xác thân, ban đêm ngủ là tịnh dưỡng nuôi nấng tinh thần. Dầu người có ăn cao lương mỹ vị, sau 3 đêm không ngủ thì người ấy mất thần sẽ chết đi mà chớ. Thấy đó, việc tịnh dưỡng tinh thần là một điều quan hệ vô cùng. Như chúng ta cũng đã biết, một đêm dài nghỉ ngơi, sáng thức dậy trong người khỏe khoắn, tươi tỉnh, học sinh học bài giờ này mau thuộc lòng, lại nhớ dai. Người tu hành nhờ tịnh dưỡng khí thần thì mới trong sáng, xác thân khỏe mạnh mới có thể đi đến chỗ thành công đắc quả, tạo tiền tác Phật được. Thời Ngọ là thời nguyên khí của Đức Chí Tôn đến buổi cực thạnh, đầy đủ ánh sáng dương quang soi thấu cả nguồn sanh khí của toàn thể vạn loại. Tức là cực dương sanh âm là nguồn tịnh dưỡng nguyên khí, nên dậy hiến rượu. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ này,
chúng ta được hưởng khí sanh quang của Đức Chí Tôn, hàm dưỡng khí phách của chúng ta được an tịnh. Thời Dậu là thời nguyên thần của Đức Chí Tôn giáng hạ và tịnh dưỡng, cũng do ân dương giao thời, thủy hỏa ký tế vạn loại toại yên, nên vậy hiến trà. Chúng ta hiến lễ Đức Chí Tôn giờ này, chúng ta được hàm dưỡng chân thần an tịnh. Việc dâng tam bửu lên Đức Chí Tôn là một điều hết sức quan trọng. Chỉ cúng lễ đại đàn và tiểu đàn mới được trọn dâng tam bửu mà thôi. Cúng đại đàn chỉ có nơi tòa thánh mới được cúng, còn các thánh thất thì cúng tiểu đàn, ở tư gia cúng thường mà thôi. Vậy chúng ta phải năng đến tòa thánh hoặc các thánh thất cúng đàn để được dâng tam bửu lên Đức Chí Tôn. Theo tăng luật quy định, người đạo mỗi tháng phải đến thánh thất hiến lễ trong ngày sóc vọng. Điều này chúng ta cũng không còn chối cãi gì mà không làm cho hết bổn phận, vì mỗi tháng chỉ có 2 ngày mà thôi. Cầu nguyện khi dâng tam bửu. Khi dâng bông, con nguyện dâng hiến thể xác này cho thầy tùy phương sử dụng. Xin thầy ban ân lành cho thể xác con được mạnh khỏe và tươi tắn. Khi dâng rượu, con nguyện dâng hiến trí não của con cho thầy tùy phương sử dụng. Xin thầy ban ân lành cho trí não con được sáng suốt và mạnh mẽ như chất rượu kia vậy. Khi dâng trà, con nguyện dâng hiến chân thần cho thầy tùy phương sử dụng. Xin thầy ban ân lành cho chân thần con được tráng kiện và thơm tho như mùi trà kia vậy. Đọc luôn câu kết, con nguyện dâng hiến cả thân thể, trí lực, chân thần này lên thầy dùng con tế vật hy sinh để cứu khổ nhân loại. Phải năng cúng kiến. Thánh giáo dạy các em phải năng cúng kiến thường. Một là lập cho chân thần được gần gũi các đấng thiêng liêng cho đặng sáng lạng. Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, và nhất là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành mẫn huệ, các em nhớ à. Cúng phải nghiêm trang. Thánh giáo Đức Chí Tôn dạy, thầy hằng nói với các con rằng, thà các con có lỗi với thầy, thì thầy vì lòng từ bi mà tha thứ, chứ chẳng nên động oai linh đến chư thần thánh tiên Phật, vì họ chẳng tha thứ bao giờ. Thầy lại cũng đã nói, mỗi khi chân linh thầy giáng đàn, thì cả vàng vàng muôn muôn thần thánh tiên Phật theo hầu hạ. Các con nếu mắc phạm thấy đặng, phải khủng khiếp kinh sợ vô cùng, nhưng thấy chẳng đặng, nên tội cũng giảm nhẹ đôi chút. Thất lễ là đại tội trước mắt các đấng chân linh ấy, thầy phải thăng cho các con khỏi hành phạt. Thầy chẳng phải buổi nào chấp trách các con, bởi vì lòng thương yêu hơn chấp trách rất nhiều. Sợ là sợ cho các con mất đức với các thần thánh tiên Phật. Xem đó mà các con khá dè dặt, kính thần thánh cho lắm. Vì thầy là bậc Chí Tôn, lòng hay quảng đại mà tha thứ. Chứ thần thánh hễ các con có lỗi thì cứ thiên điều mà quở phạt các con nghe à. Nếu hiến lễ Đức Chí Tôn mà không nghiêm là một điều bất phước cho chúng ta đó vậy. Chúng ta sẽ bị thần thánh tiên Phật quở trách mà chúng ta không hề hay biết. Đến khi chúng ta biết được thì chừng đó ăn năn đã muộn. Nên chúng ta hết sức cẩn thận và cúng lễ Đức Chí Tôn phải thật nghiêm trang thì mới khỏi phạm vào cái lỗi ấy. Ngày xưa chỉ có thiên tử mới tế trời, còn từ quan dĩ chi thứ dân chỉ được tế tổ tiên mà thôi. Nay gặp đại ân xá kỳ ba, Đức Chí Tôn cho mỗi người dân, tức là mỗi tín đồ được tế trời, thì không còn vinh diệu nào bằng. Như thế chúng ta phải năng săn sóc thiên bàng cho được tinh khiết, phải năng cúng kiến để giúp ích cho chúng ta và khỏi phụ lòng từ bi của Đức Chí Tôn giáng dạy chúng ta trong thời kỳ ân xá này, để khỏi thất lễ trong việc thờ phượng. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Cầu nguyện, ý nghĩa của việc cầu nguyện. Soạn giả: Giáo sư Thượng Lý Thanh, Trưởng ban Giáo dục Tu sĩ. Cầu nguyện. Thánh Randihi nói: Tôi chẳng làm điều chi viên mãn mà không cầu nguyện. Con người là một sinh linh,
có thể lầm lỗi và không hề chắc đặn bước của mình. Cho chí điều mà con người cho là lời đáp lại của sự cầu nguyện, cũng có thể là tiếng vang của lòng tự tôn, tự đại. Muốn tiếp được lời chỉ dạy cho được công hiệu, thì con người phải có tấm lòng hoàn toàn khiết bạch, không thể phạm tội lỗi. Nay tôi không dám tự phụ rằng mình được hoàn toàn như thế. Tâm tôi chưa toàn thiện, nó đang chiến đấu cố gắng và có thể lạc lầm. Định nghĩa cầu nguyện. Cầu nguyện có nhiều nghĩa. Theo nghĩa thông thường thì cầu nguyện là hạ mình cầu xin một điều gì. Còn theo nghĩa tối cao của nó thì cầu nguyện có nghĩa là vừa cầu xin, vừa lập nguyện phù hợp với chân lý và sự tiến hóa của linh hồn. Người cầu nguyện như thế thốt ra tiếng gọi nồng nàn thiết tha, thấu đến thiêng liêng, với một tấm lòng trong sạch, biết ơn với một đức tin dồi dào để biểu lộ trọn cả tâm hồn trước cả trời Phật hay các đấng thiêng liêng cao cả nào. Ấy vậy, có nghĩa là cử chỉ có ý thức vừa cầu xin, vừa để tinh thần lên cao, hiệp với đức tin mãnh liệt. Tóm lại, cầu nguyện có nghĩa là đào một đường kinh hay bắt một cái cầu từ cõi phàm đến cõi trên để cảm thông với thần linh, hầu đạt đến cảm dụ của Ngài. Tại sao phải cầu nguyện? Vì vậy các tôn giáo đều bày ra cầu nguyện, và nhân sanh càng điêu đứng thì lại càng cầu nguyện. Vả lại các bậc thánh nhân, hiền triết đều khuyên ta nên cầu nguyện. Đức Pythagore có nói rằng, khi người khởi công tu luyện thì nên cầu nguyện thần minh luôn luôn để nhờ giúp sức. Nếu chỉ lấy sức mình suông thì dẫu có cố gắng cũng khó lòng mà tiến mau được. Bởi chúng ta còn là phàm nhân, chúng ta cần có người khuyên bảo, cần có các gương mẫu để noi theo, mà gương mẫu hoàn toàn là của ai, tất nhiên phải là của đấng thiêng liêng mới đặng. Cầu nguyện thế nào cho có hiệu lực? Nếu ta quên tất cả tôn chỉ con người, cứ miệt mài trong vòng trụy lạc của vật chất, thì ta sẽ sống một cách bần tiện mà thôi. Bằng nếu ta biết đặng định luật thiên nhiên, mối liên quan giữa con người và trời, cùng các cõi thượng thiên, thì sự cầu nguyện sẽ đem đến cái kết quả phi thường. Cho nên muốn cầu nguyện cho có hiệu lực thì phải có 5 điều sau đây. Một đời sống cao thượng, một cái thân tráng kiện, một tinh thần mạnh mẽ, một tấm lòng thiên về đạo lý, lời cầu nguyện phải được rõ ràng. Trong một ngày chúng ta phải có ít nhất một lần cầu nguyện, nên Đức Chí Tôn khuyên rằng, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài khắc tập tu nguyện cầu. Theo khoa học, thì hễ mình đem vô mình chất gì, thân mình sẽ làm bằng chất ấy. Theo lực tư tưởng cũng vậy, hễ mình tư tưởng nào, thì con người mình cũng ra thế ấy. Chẳng những bên trong của mình đổi theo tư tưởng, mà đến bên ngoài, theo luật rung động, nó cũng rút những rung động đồng thời của nó nữa. Cho nên mới có câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thế nên nở ngày để lộn cẩm nhung, bữa sau hai thứ thơm chung một mùi. Vậy nên chòm xóm tới lui, thảo ngay lận cận sao rồi thơm lây. Ta cầu nguyện là ta biết luật hấp dẫn của vũ trụ, ta muốn lợi dụng nó để hành động cho đắc lực trên đường chân lý. Lời cầu nguyện. Cầu nguyện cúng tứ thời. Hằng ngày ta cúng tứ thời. Sau khi đọc hết bài kinh ngũ nguyện xong, ta để tay lên trán cầu nguyện như vậy. Hôm nay, ngày tháng năm, đệ tử họ tên, tuổi, khẩn nguyện ơn trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các đấng thiêng liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thất Nương Diêu Trì Cung, cứu độ các đẳng vong hồn tạo đắc siêu thăng, thoát khỏi âm quan, quy hồi cựu vị, xin ban ân lành cho toàn sanh chúng, cộng hưởng thái bình, an cư lạc nghiệp, vĩnh sùng chánh giáo, giải quả tiền khiên nghiệp chướng. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Thánh giáo của Bát Nương Diêu Trì Cung có nói một đoạn như vậy. Âm quan là một nơi trung gian giữa thiên đường và địa ngục, hay là mờ mờ mịt mịt. Ấy là một cái quan ải, các chân hồn khi quy thiên phải đi ngang qua đó. Sự khó khăn bước khỏi qua đó là đệ nhất sợ của các chân hồn. Những tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm. Có nhiều hồn chưa qua khỏi đặng phải chịu ít đôi trăm năm. Tùy chân thần thanh trượt, Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy. Em nói thiệt rằng, mấy anh hiểu thấu thì kinh khủng chẳng cùng. Nếu để cho chân thần ô trượt
thì khó mong trở lại cõi thiêng liêng và về cùng thầy Đặng. Em biết rằng Đặng nhiều hồn còn ở lại nơi đây trót ngàn năm chưa thoát qua được, cho Đặng thất nương ở đó Đặng dạy dỗ, nâng đỡ các chân hồn, dầu sa đọa luân hồi cũng có người giúp đỡ. Nghe lại coi có phải chăng vậy. Ở nhà khi cúng tứ thời, dầu trong thời cúng nào thì Đức Hộ Pháp thuyết đạo cho biết dân Tam Bửu có bí pháp giải thoát, nên chúng ta dầu trong thời cúng nào cũng nên cầu nguyện dâng hết Tam Bửu lên Đức Chí Tôn. Chúng ta có thể lời cầu nguyện như sau: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tam Trấn Oai Nghiêm, Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần, con xin dâng thể xác của con, chân thần và linh hồn của con lên Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng. Cầu xin các đấng thiêng liêng chứng minh. Trong hai thời mẹo và dậu, tức 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, sau khi cúng xong, chúng ta nên lấy một cái tách, rồi thỉnh hai chung nước âm dương trên thiên bàn, kệ hai miệng chung lại, rồi đổ vào cái tách. Đứng trước thiên bàn, đưa cái tách nước âm dương lên trán cầu nguyện: Xin cho con uống tách nước âm dương này, để thân thể con được khỏe mạnh, trí não được thông minh sáng suốt, lo lập công quả, phụng sự nhân sanh. Ở tòa thánh Thánh Thất, về cách thức cầu nguyện khi dâng Tam Bửu, Đức Hộ Pháp thuyết đạo dạy như sau: Một, khi dâng bông thì cầu nguyện: Con xin dâng mảnh hình hài của con cho Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Hai, khi dâng rượu thì cầu nguyện: Con xin dâng cả trí thức và tinh thần của con cho Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Ba, khi dâng trà thì cầu nguyện: Con xin dâng cả linh hồn của con cho Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Cầu chót chúng ta nên nguyện gồm chung lại như vậy: Cả linh hồn, cả trí não, cả hình hài con do thầy đào tạo, đó là của thầy thì do nơi quyền hành độc đoán của thầy định. Nếu dân Tam Bửu cúng Phật Mẫu thì cầu nguyện thay chữ Chí Tôn bằng chữ Phật Mẫu. Cầu nguyện cho người đã quy liễu. Trước thiên bàn: Hôm nay ngày tháng năm vị đã từ trần, đệ tử khẩn nguyện ơn trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các đấng thiêng liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, thất nương Diêu Trì Cung. Nếu người chết là phái nữ, cứu độ vong hồn vị siêu thăng tịnh độ trước linh sàng người quá cố. Hôm nay hiền hữu huynh tỷ muội đã rảnh rỗi nợ thế trở về tiên cảnh, tôi đến đây tiễn biệt hiền. Nếu quỳ tế thì nói bái biệt lần cuối cùng, cầu nguyện ơn trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các đấng thiêng liêng, cứu độ chân linh hiền huynh đệ tỷ muội siêu thăng tịnh độ hay tiêu diêu nơi miền tiên cảnh. Hiền hiển linh xin chứng. Bài cầu nguyện lễ đưa rước chư thánh. Lễ đưa chư thánh: Con đệ tử thành tâm khẩn nguyện, hôm nay thiết lễ trước thiên bàn, hương đăng hoa trà tửu, thành tâm hiến lễ đưa chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần về Ngọc Hư Cung triều thiên bái lễ. Con xin cúi sinh Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các đấng thiêng liêng ban ân lành cho toàn cả nhân sanh đồng hưởng ân lành thức tỉnh tu hành kịp nguyên thánh đức, ban hồng ân cho gia đình con vợ chồng hòa ái hiệp trí nhất tâm lập đức tu hành phát huệ tâm lành gia đình hạnh phúc. Lễ rước chư thánh: Con đệ tử đêm nay tí thời đầu xuân niên mới niên, con thiết lễ cung nghinh kính thỉnh chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần giáng linh tọa hạ. Trước thiên bàn, con thiết lễ đàn tràng hương đăng, hoa, trà, tửu, thành tâm phụng kiến. Đê đầu cúi xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, ban ân lành cho toàn cả nhân sanh, sáng suốt thức tỉnh tu hành cho kịp ngày thánh đức. Cúi xin các đấng ban ân cho gia tộc con hòa ái tương giao nhất tâm hiệp ý, phát huệ Bồ Tát, đề ân duyên, thiện tánh, lập đức tu hành, phước lộc tràn đầy, thì ân bố đức vẹn toàn phỉ lạc nguyên cả kiếp sanh phục tùng chánh giáo. Cúi xin hai đấng từ bi các đấng thiêng liêng ban cho con đắc kỳ sở nguyện. Huyền đạo chân quân: Làm công quả là cách để mình tiêu trừ nghiệp chướng của mình, chứ không phải làm giùm ai khác. Làm việc không bị bắt buộc, đạo tâm sẽ phát triển. Người tu cần niệm danh thầy, cho nhiều không nhất định là phải ngồi thiền. Bởi vì khi công phu thiền mà không chánh định, dễ bị dính vào ma sự.
cầu nguyện thỉnh nước cho người bệnh uống, phần dành cho chức việc. Lấy hai chung nước âm dương sáp lại cùng nhau cho âm dương ký tế, nghĩa là hai mặt nước hiệp nhau, rồi đổ ngay giọt xuống chén mà niệm câu chú này: Ma ha thủy năng hủy oan nghiệt tội chướng tri đọa. Dứt câu phải ngưng giọt nước lại, quỳ xuống thỉnh thánh xong, để chén nước lên tay ấn tí cầu nguyện. Đệ tử khẩn nguyện ơn trên Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu ban phép lành nơi chén nước âm dương này biến thành ma ha thủy, năng hủy oan nghiệt tội chướng chi đọa cho đệ tử. Uống vào bệnh tật tiêu trừ, phục hồi sức khỏe, giải trừ oan khiên nghiệp chướng. Rồi lại ra cầm chén nước đến bệnh nhân, chế lên đầu giọt thứ nhất niệm Nam Mô Phật, giọt thứ hai niệm Nam Mô Pháp, giọt thứ ba niệm Nam Mô Tăng, niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi đưa chén nước cho bệnh nhân uống, niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kiếp luân hồi. Điểm linh quan, hồn thác sanh xuống cõi phàm, mục đích để học hỏi kinh nghiệm và tấn hóa. Chuyển sanh xuống cõi sắc giới, tất phải mượn xác thân mà hành động. Càng hành động càng tạo nhân, tạo nhân linh hồn tái sanh phải trả quả. Theo Thánh giáo, kiếp luân hồi là sự tiến chuyển của điểm linh quan, bắt đầu từ vật chất này chuyển qua vật chất khác, luân chuyển trong muôn ngàn kiếp như vậy. Rồi bỏ vật chất tiến hóa lên thảo mộc, đoạn bắt đầu từ thảo mộc mà chuyển lên bậc thú cầm, thoát kiếp thú cầm mới đến kiếp nhân loại. Ấy vậy, vật chất thảo mộc thú cầm, nhân loại là loài hữu sanh nên gọi chung là chúng sanh. Nhân loại là bậc cao nhất trong loài chúng sanh nên gọi là thượng sanh. Đến kiếp người rồi, linh hồn còn phải luân chuyển ngàn ngàn muôn lần nữa mới đến tột bậc nhân phẩm, thượng phẩm. Nhân phẩm trên mỗi địa cầu chia ra thành nhiều hạng. Theo Thánh giáo, địa cầu chúng ta là địa cầu 68. Thượng đẳng nhân sanh nơi địa cầu này, kể luôn về tinh thần vật chất, vốn không bằng bậc chót nhân phẩm ở địa cầu 67. Đệ nhất nhân phẩm ở địa cầu 67 lại cũng chưa bằng bậc chót của địa cầu 66. Cái giá trị của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài cho tới đệ nhất cầu và tam thiên thế giới. Đó là phần thế giới hữu hình. Thoát khỏi thế giới hữu hình, linh hồn bỏ xác phàm, tiến hóa lên cõi vô hình, một cách siêu việt hơn, cao thượng hơn. Rồi còn phải chuyển kiếp tu hành nữa, cho đến khi đặng trọn lành, toàn giác, mới có thể lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Đạo Phật gọi là Niết Bàn vậy. Xem thế, đủ biết nhân phẩm chia ra thành nhiều đẳng cấp là dường nào. Linh hồn phải trải qua biết mấy ngàn muôn kiếp mới đặng trọn lành mà về căn bổn. Nếu kẻ không tu hành, làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất khỏi xác rồi thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà chuyển tiếp kiếp lại nữa, thì linh hồn biết đời nào thoát nạn luân hồi. Vì lòng đại từ đại bi, không nỡ để sanh linh chịu mãi cái nạn luân hồi, nên Đức Chí Tôn mới lập tam kỳ phổ độ, cứu cánh là mở cho nhân loại một con đường giải thoát, lại ban ân huệ rất lớn lao đặc biệt cho cả càn khôn thế giới, ai ngộ được một đời tu cũng trở về cựu vị. Xem đó đủ biết đạo quý trọng là dường bao, và khai đạo kỳ ba này lớn lao cao thượng là thế nào. Một lần đạo trời khai là mỗi lần đại ân xá cho cả chân linh chìm đắm giữa sông mê biển khổ, muôn năm ngàn kiếp mới gặp một lần. Cơ hội này mà không tu, sao ăn năn rất muộn. Đức Chí Tôn có dạy: biển khổ chơi vơi lằn sóng đập, mau chân kẻo trễ bước con đò. Luật nhân quả. Tạo hóa vốn chí công, không vì thương mà thưởng, không vì ghét mà phạt. Ngài chỉ lập ra luật nhân quả, cũng gọi là luật báo ứng, là cái quy tắc định rằng hễ nguyên nhân như thế nào thì nhất định có kết quả như thế ấy, không một mãi sai chạy. Vậy ai tạo nhân lành sẽ hưởng quả lành, ai tạo nhân dữ ắt rước quả dữ. Cái quả vốn là kết quả cái nhân của chúng ta tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này, rồi cái quả ấy lại làm nhân cho cái quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhân và quả tiếp tục báo ứng như ảnh tùy hình mà trói buộc con người trong vòng nghiệp báo. Có hai thứ nghiệp báo, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Thứ nhất, biệt nghiệp là quả báo riêng từng người, ai tạo nhân là nấy thọ quả.
Thứ nhì, cộng nghiệp là quả báo chung cho nhiều người, như nhiều kẻ đồng phạm một việc ác khi đền tội phải chịu hậu quả một lượt với nhau. Lại có nhiều kẻ tuy tạo nhân khác nhau, song tội đồng nhất thể nên đến khi trả quả cũng chung chịu với nhau một lượt. Lại có khi một người làm ác mà nhiều người đều hưởng lợi thì cũng chịu chung một cộng nghiệp. Tất cả nạn nhân có một tai họa lớn như động đất, bão lụt, chìm tàu, hỏa hoạn, bệnh khí, chiến tranh đều là những người chịu một quả báo chung vì họ đã đồng tạo một tội ác nghiệp. Mặc dầu xa lạ nhau, mặc dầu kẻ nam người bắc, thiên cơ xui khiến thế nào cho họ hiệp nhau một chỗ đặng đền tội chung một lượt. Thời gian báo ứng. Bất câu một nguyên nhân nào cũng có cái tính cách tự nhiên là đem lại kết quả cấp kỳ, nhưng thường lại có một nguyên nhân khác xen vào phản ứng làm cho cái kết quả ấy phải hoãn lại một thời gian. Tỉ như chúng ta để ngón tay vào lửa, nguyên nhân chúng ta ác bị phỏng liền, kết quả cấp kỳ. Nhưng nếu chúng ta dè dặt bao bọc ngón tay bằng một chất thuốc gì đó cái công hiệu che chở thì là chưa bị phỏng liền. Lửa cần phải đốt hết chất thuốc ấy rồi mới bắt qua ngón tay. Lớp thuốc ấy vốn là nguyên nhân phản ứng. Như ở các nước thuộc miền ôn đới như nước Việt Nam, phàm giống lúa hễ gieo xuống, nguyên nhân là nứt mọng lên mau, kết quả. Nhưng ở các xứ lạnh, lúa lại chậm lên là tại tuyết giá cản ngăn. Tuyết giá vốn là nguyên nhân phản ứng. Một đứa bé chơi nghịch, nguyên nhân cha nó bắt nó đầu nằm xuống và răng phạt, kết quả. Trong lúc người đưa roi lên sắp đánh, bỗng có một người bạn đến thăm, người cha phải hoãn sự răn dạy, lại đặng tiếp khách. Sự khách đến vốn là nguyên nhân phản ứng. Cũng vì luật phản ứng mà cái quả của một thiện nhân hay một ác nhân có khi không báo ứng ngay trong kiếp tạo nhân. Chúng ta vẫn thấy có nhiều kẻ bạo tàn ác đức mà lại giàu sang sung sướng, nghinh ngang hống hách với đời, là bởi họ đương hưởng cái quả của thiện nhân họ đã tạo trong kiếp trước. Nhưng một khi đã tận hưởng quả lành thì ngay trong kiếp đương sanh hoặc trong kiếp tái sanh, họ sẽ chịu khổ của cái ác nhân mà họ đương tạo. Đối với thời gian, sự ứng quả có 3 cách. Cách 1, nghiệp báo ứng ngay trong đời tạo nhân, gọi là đương kiếp nhân quả hay thuận hiện nghiệp. 2, nghiệp báo ứng theo cái nhân tạo trong kiếp trước, gọi là tiền kiếp nhân quả hay thuận sanh nghiệp. 3, nghiệp báo ứng ở kiếp sau do cái nhân hiện tại, gọi là hậu kiếp nhân quả hay thuận hậu nghiệp. Đời và đạo. Đạo chúng ta đã hiểu là gì rồi. Đây xin định nghĩa chữ đời. Đời là ở cõi thế gian. Hiểu rộng ra là tất cả những người sống trong cõi thế gian, tức quần chúng vậy. Đạo vốn thiêng liêng vĩnh cửu, đời thì hữu sanh, hữu diệt. Đời và đạo tuy tương phản nhưng vẫn liên quan như bóng với hình. Đức Chí Tôn đã dạy: buổi lập chánh đạo, thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không có tội lỗi, đâu đến nhọc công thầy. Vậy, đạo sở dĩ lập ra là để cứu giúp đời. Nếu không có đời, đạo lập ra có ích gì? Đức Nhàn Âm Đạo Trưởng lại dạy rằng: đời lánh đạo, đời xa cội phước. Đạo diệu đời, vận nước mới an. Đức lập quyền, dân được châu toàn. Quyền xua đức, nhân gian thống khổ. Đời sanh hoạt thì đạo giúp đời. Sanh hoạt theo lẽ bảo sanh, nhân nghĩa đại đồng. Người tu hành mà không thiết đến nhân quần xã hội là hoài bảo một quan niệm sai lầm. Cũng như người xã hội không đồng hành theo lẽ đạo chẳng khác nào con thuyền không lái. Đạo là vô vi, đời là hữu hình. Vô vi và hữu hình phải liên đới nhau như hồn với xác, như cây đèn. Luôn về ngọn lửa là vật hữu hình, tỷ là đời. Còn cái ánh sáng dọi ra là vô vi, tỷ là đạo. Người ta làm cây đèn chứ không làm ánh sáng, mà hễ thắp đèn tự nhiên có ánh sáng. Như cái chén, làn gốm ngoài là vật hữu hình, tỷ là đời. Còn cái lòng trống ở trong là vô vi, tỷ là đạo. Người ta làm cái chén chữ không làm cái lòng ở giữa, mà hễ làm cái chén, cái lòng trống ở giữa tự nhiên phải có. Như cái cửa luôn vừa khuôn vừa cánh cửa là vật hữu hình, tỷ là đời. Còn cái khoảng trống để vô ra là vô vi, tỷ là đạo. Người ta làm cái cửa chứ không làm cái khoảng trống ấy, mà hễ làm cái cửa, cái khoảng trống ấy tự nhiên phải có.
như một cái bánh xe, luôn về vành tròn, và cái hoa cưỡi là vật hữu hình, tỷ là đời. Còn cái lỗ để tra cốt vào cho bánh xe, quay là vô vi, tỷ là đạo. Người ta làm bánh xe chứ không làm cái lỗ cốt vô vi, mà hãy làm cái bánh xe, cái lỗ cốt ấy tự nhiên phải có. Cây đèn, cái chén, bánh xe, cái cửa là vật hữu vi. Người ta sở dĩ chỉ tạo mấy vật ấy là để ứng dụng cái chỗ vô vi của nó mà thôi. Vậy người đời phải có đạo, nghĩa là phải theo một tôn giáo nào tùy sở thích, vì tôn giáo gác ra ngoài những lẽ huyền vi màu nhiệm, vốn là kim chỉ nam cho mọi hành động của con người trong khuôn viên đạo đức, tinh thần. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Hòa và đồng. Hòa là thuận tình thỏa ý, hội hiệp cùng nhau mà không tranh giành hơn thua, cao thấp, giỏi dở, mạnh yếu. Đồng là kết bày rập bạn, lập đoàn thể này, tổ chức kia rồi, dắt nhau đi vào một lối đường. Vả chăng ai ai cũng nhận thức rằng người ta ở đời không thể một mình sống riêng mà dựng nên cơ đồ sự nghiệp cho được. Giá như muốn làm một điều gì mà một mình trơ trọi, ắt không rồi, hoặc có rồi cũng không hay. Lẽ dĩ nhiên cần có đông người trợ giúp lẫn nhau, cộng lao, cộng hưởng, thì việc gì cũng đắc thành. Nhân đạo cùng chung cộng sự đó, người ta mới có cơ hội phân biệt ai là quân tử, ai là tiểu nhân. Và phân biệt được hai hạng người đó thì nhờ hai chữ hòa và đồng. Rút kinh nghiệm trong phương thiệp thế, người ta thấy rằng người quân tử hòa mà bất đồng, còn kẻ tiểu nhân đồng mà bất hòa. Quân tử ví như nấu một thức ăn cần có ngũ vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Ngũ vị vẫn không đồng chất, lại khác mùi, nhưng cả thảy được điều hòa và bổ khuyết cho nhau, làm ra thức ăn ngon lành. Nhờ tương tế cho nhau nên hòa thì hết sức hòa, và không vì lẽ bất đồng chất hay bất đồng vị mà làm cho nhau tương khắc, tương phản với nhau. Cách cộng sự của người quân tử là thế, không phân tách hạng người cao kẻ hạ, người giàu kẻ nghèo, người khôn kẻ dại. Bậc quân tử tự hạ mình ngang hàng với kẻ khác và giữ tánh như trước, không để làm mất hòa khí giữa mình và thiên hạ. Làm như vậy là vì ích lợi chung, tạo được cái hòa, tức là tạo cái yên cho quốc gia, cho xã hội. Tiểu nhân ví như là một giống để ăn cũng có ngũ vị, nhưng mà mặn không hòa với cay, chua không hòa với đắng. Hễ mặn thì dắt nhau thiệt mặn, cay thì hẹp với nhau rất cay. Đồng thì có đồng thiệt mà không hòa được. Cách cộng sự của tiểu nhân là thế, chỉ trọng về tư lợi. Kẻ tiểu nhân mượn cái lượng làm thế lực, chứ không san bằng giá trị tuyệt đối của sự vật. Cho nên trong cách xử sự, hoặc thái quá, hoặc bất cập, có thể đi tới bạo phát, nhưng rồi lại bạo tàn vì chỗ bất hòa mà ra. Xưa nay trong xã hội, sở dĩ bất hòa là nguyên nhân vì bất quân, không cân bằng, và hễ bất quân thì bất yên. Nếu không biết xử sự, tiếp vật cho công bằng, thì trong xã hội đó, người giàu hiếp người nghèo, kẻ mạnh lấn kẻ yếu. Đứa khôn lừa sức đại, tức giận người giàu, kẻ mạnh, đứa khôn, tất nhiên sinh ra bất hòa. Bất hòa rồi thù oán nhau, mới tìm phương sát hại nhau, thì xã hội hay quốc gia làm thế nào ở yên cho được? Quân tử sợ loạn nên chuyên chữ hòa, còn tiểu nhân sợ hòa rồi thất lợi. Hai tư tưởng, hai cử chỉ khác nhau, mà chung quy phần thắng về quân tử. Trong cửa đạo là cửa hàng ngày, hội thánh quyết sách vận trù để tìm chân pháp trừ mị diệt tà, hầu dìu dẫn nhân sanh và quy cả thiện lương vào nơi đại đồng, thì không thể áp dụng cái thuyết đồng nhi bất hòa của tiểu nhân hay hòa nhi bất đồng của quân tử. Trái lại phải kiêm cả chữ hòa và đồng, đặng đôi bên phò trì cho nhau mới đi đến đích. Khác với đời là như thế, và được như thế mới đạt đạo lý làm người trong cửa đạo. Vậy thì phải thi hành chính sách gì? Ắc, phải cư xử mọi việc cho công bằng, ấy là hòa, và thương yêu dung chế nhau, ấy là đồng.
hòa thời thật hòa. Vì không còn so hơn tính thiệt, ganh hiền ghét ngõ, mưu hại lẫn nhau. Đồng thời thật đồng, coi người như ta, coi ta như người, không phân giai cấp, không riêng sắc tóc màu da, và chẳng hề rời bỏ nhau cho đặng. Đại đạo hoằng khai giữa thời đại nhân sanh tác loạn, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tri và hành. Tri là biết, hành là làm. Trên con đường học vấn, chẳng phải đọc sách cho thuộc học chữ, cho lào, gọi là học được. Tất phải phát minh ý tứ của sách ở ngoài mặt chữ, mới gọi rằng biết đọc sách. Học cho rộng hiểu, rèn luyện cho đa kiến, đa văn là về phần tri. Còn cẩn thận từng lời nói, từng việc làm là về phần hành. Nói mà không bị người ta chỉ trích chê cười, làm mà không có một điều gì phải ăn năn hối tiếc, ấy là kết quả công trình học vấn. Muốn thâu thập kết quả ấy, tất cần trao chuốt về phần tri cũng như phần hành cho cực hay, cực mỹ mới thôi. Kinh thi rằng: như thiết như tha, như trác như ma. Cứ theo mặt chữ mà thích nghĩa thì thiết là cắt, tha là dũa, trác là xẻ, ma là mài. Đã cắt thành miếng rồi còn phải giữ cho trơn, cho láng, như thợ làm đồ xương chẳng hạn. Đã xẻ đá đặng lấy ngọc, rồi còn phải mài ngọc cho sáng, cho tinh, như thợ làm đồ trang sức cho ngọc. Cái vật đã tốt còn cầu cho tinh mới nên của quý. Tuy có 8 chữ trong kinh thì mà hàm xúc ý nghĩa rất cao xa. Hễ biết rồi còn tìm cho đến cùng cái sức lực trong việc làm mới thiệt làm. Bởi vậy cho nên càng hiếu học thì càng thêm hiểu rộng, càng dò càng thấy sâu, và cứ tiến mãi mới đạt hết lý. Lấy cái khiếu biết tri mà xem xét sự vật, rồi lấy con mắt tinh thần mà xem xét cho đến chỗ tinh thần của sự việc, chừng ấy mới thấy rõ chân tình chân tướng của sự vật. Quán triệt rồi liền xoay qua phần làm hành. Trong sự làm cần yếu là đẹp cái tư tâm, bỏ cái tư dục thì không bao giờ sai lầm. Ví dụ bàn về sự giàu nghèo của thiên hạ, thầy Tử Cống cho rằng: nghèo mà không nỉnh hót, giàu mà không kiêu hãnh, bần nhi vô xỉm, phú nhi vô kiêu là hay rồi. Đến lúc gặp Đức Phu Tử, ngài vấn về bần phú, Đức Thánh đáp rằng: nghèo mà vui, giàu mà giữ lễ, bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ. Thầy Tử Cống nghe rồi thốt nhiên tỉnh ngộ và phát minh ra được đạo lý dường ấy còn hay hơn nhiều. Nghèo mà không nỉnh hót, đó là thiết mà thôi. Nhưng còn phải vui nghèo nữa kìa, đấy mới là tha. Giàu mà không kiêu hãnh, đó là trác mà thôi. Nhưng còn phải thủ lễ nữa kìa, đấy mới là ma. Thiết với trác chỉ là một tầng công phu, còn phải thêm nhiều công phu nữa là tha với ma mới đến chỗ tinh mỹ. Tổng luận: tri cái nghèo cái giàu mà hành. Cái nghèo cái giàu cho đến chỗ tinh thần tuyệt diệu của nó mới thiệt tri và hành. Chừng ấy người học đạo mới tịnh tiến con đường tự lập. Bổn phận đối với gia đình. Bổn phận làm cha và làm con. Làm cha phải lành, từ. Làm con phải thảo, hiếu. Vì nhân phụ chỉ ư từ. Chữ từ, lành, chỉ về nghĩa vụ người làm cha mẹ phải nuôi con cho nên vai, nên vóc, dạy dỗ cho nên người hữu dụng. Người cha mẹ lành cũng khuyên con răn con, tức là làm thế nào để cho con biết bỏ cái dở để theo cái hay, chứ chẳng phải lành là để cho con tự do hành động. Tại sao người cha không để cho con tự do hành động? Bởi vì con còn thơ ấu, trẻ lòng non dạ. Nói tóm là con chưa đủ sáng suốt để phân biệt phải quấy, và chưa đủ tinh thần cứng rắn để vượt qua những trận thử thách, những gì vật dục cám dỗ. Vậy nên người cha phải dìu dắt con trên đường đạo đức quang minh. Đối với con, cha mẹ cũng có quyền lợi như nhờ con nuôi dưỡng lúc về già, nhờ con giúp đỡ việc nặng nề. Cổ nhân nói: dưỡng nhi đãi lão, nuôi con nhờ lúc về già. Nhưng cha mẹ muốn dùng quyền lợi ấy trước phải làm xong nghĩa vụ của mình. Trái lại, nếu cha mẹ không làm tròn bộ phận mình mà cứ sai con, mắng con, như thế là thất phận làm cha mẹ. Vì nhân tử chỉ ư hiếu. Hiếu thảo là đạo làm con. Chẳng những không ai được từ khước, mà ai cũng phải coi đó là bổn phận chánh của mình. Cổ nhân nói:
nhân sanh bách hạnh, hiếu vi tiên. Người ta có trăm nết, song hiếu đứng đầu. Tại sao người ta phải hiếu với cha mẹ? Ôi, trong sanh thành dưỡng dục kể bao nhiêu cho hết. Nào là 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, ẩm bồng, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Còn cha lại phải dày công dạy dỗ và cực nhọc làm lụng cho có tiền để nuôi con, giàu trăm cây ngàn đắng, giàu vào cảnh nguy nan. Người cha không hề thối bước, công cha như núi Thái Sơn, công cha nghĩa mẹ như thế. Hỏi vậy ở đời có người nào mà chẳng thương mến chăng? Ắt không. Nhưng thương mến chưa đủ, nghĩa vụ bắt buộc người con phải làm cho tròn đạo hiếu. Thực hành đạo hiếu, trước nhất phải nuôi cha mẹ. Sự nuôi ấy cốt ở lòng thành kính, nghĩa là giàu nuôi theo giàu, nghèo nuôi theo nghèo. Ngoài miếng ăn uống, manh quần tắm áo, con phải hết lòng vui vẻ trong phận sự để cho cha mẹ vừa lòng. Một hôm, thầy Tử Du hỏi chữ hiếu, Đức Khổng Phu Tử đáp: Ngày nay, người ta báo hiếu là biết nuôi cha mẹ, nhưng đến như giống chó ngựa kia cũng có người nuôi. Nếu nuôi cha mẹ mà không thành kính thì lấy gì để phân biệt? Xem đó thì đủ biết nuôi cha mẹ quý tại lòng thành kính. Chẳng nên bắt chước câu giàu thì đặng thảo ngay, nghèo thì mất trung hiếu. Lời ấy chẳng qua là lời nói để che lỗi của mình mà thôi. Trái lại, nên nhớ câu: nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết trung thần. Từ xưa, những gương trung hiếu, tiết liệt phần nhiều do ở trong những nhà nghèo sanh ra vậy. Khi ở chung với cha mẹ, chẳng nên làm buồn cha mẹ. Nếu mình có việc buồn riêng, cũng chẳng nên tỏ giận hờn cho cha mẹ thấy nữa. Nếu cha mẹ có quở trách, thì giữ sắc thái điềm nhiên, lo xét mình mà chữa lỗi. Cha mẹ già phải coi chừng sức khỏe, nghĩa là nuôi cha mẹ phải xem đến chỗ chưa nói kia. Tại sao? Bởi vì có nhiều khi cha mẹ sợ con lo buồn mà chẳng tỏ ra việc người cần đến. Cha mẹ sanh tiền chẳng đi xa, nếu cần phải vắng mặt thì phải cho biết chỗ, cha mẹ khỏi lo lắng cho mình và để người ta tìm cho dễ. Khi cha mẹ đau ốm, kẻ làm con phải tận tâm chạy thuốc, chạy thầy, chính mình phải lo liệu mọi phương. Biết đâu người khác vì sơ sót họ làm thêm bệnh cho cha mẹ mình. Bình Nhật cũng xem chừng, nếu cha mẹ khỏe thì mình vui mừng, mệt thì mình lo lắng. Lòng hiếu thảo với cha mẹ ai cũng có, nhưng có một ít người ham mê sắc dục, hoặc cậy có tiền rồi sanh ngỗ nghịch. Vậy ai là người làm con nên thận trọng bổn phận của mình. Nhưng đạo hiếu không phải nhắm mắt phục tùng cha mẹ, mà trái lại phải xem xét cái gì của cha mẹ đã làm, nếu hay thì theo, còn làm lỗi thì ôn tồn mà khuyên can sửa đổi. Nếu cha mẹ không nghe thì lại kính mà không trái lễ, nghĩa là lẳng lặng lựa cách nói cha mẹ nghe lẽ phải để sửa lỗi. Có khi cha mẹ giận mà đánh đập cũng không oán giận. Khi cha mẹ qua đời thì phải tang chế. Tân luật đại đạo định rằng việc tang chế không nên xa xỉ, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ ấm công lòe loẹt, không nên đãi đằng rầm rộ mà mất sự nghiêm tịnh và giấu bi ai. Đức Khổng Phu Tử cho sự thờ cha mẹ rất hiếu. Kinh kỳ sở tôn, ái kỳ sở thân, sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Nghĩa là kính những người cha mẹ đã tôn trọng, yêu những người cha mẹ đã yêu mến, thờ cha mẹ lúc chết rồi cũng như khi còn sống, lúc mất rồi cũng như lúc còn, ấy là hiếu rất mực vậy. Theo đó mà suy ra thì khi cha mẹ chết rồi, kẻ làm con phải chuyên tâm tri ý, làm tròn bổn phận cũng như cha mẹ sống tại tiền. Bổn phận làm anh chị và làm em. Huynh tắc đệ, đệ tắc cung. Anh em chị em đồng thọ sanh nơi một cha mẹ. Tục ngữ nói một cục máu sáng ra làm năm ba. Đồng cốt nhục, đồng bào thai, cho nên tình thân mật không ai bằng anh em, chị em. Từ lúc nhỏ dại ở chung một nhà, ăn một mâm, nằm một chiếu, vui có nhau, buồn có nhau, nhất nhất đều chung cùng với nhau như một. Vậy cái tình thương yêu khăng khít ở giữa hai chị và em không tình nào hơn được. Muốn giữ gìn cái tình máu mủ ấy mãi mãi thì người anh chị phải biết bổn phận mình là thuận yêu, kẻ làm em phải biết bổn phận mình là cung kính. Khi cha mẹ vắng mặt,
người anh chị có quyền thay thế cha mẹ, nghĩa là người anh chị phải làm tròn nghĩa vụ của mình là thế phụ, tức là thay cho cha mẹ nuôi em, dạy em. Cổ nhân thường khuyên nhau rằng trước phải làm nghĩa vụ rồi sau mới dùng quyền lợi. Lúc thành nhân, mỗi người đều có gia đình anh em, chị em cũng phải giữ cái tình cốt nhục duy nhất ấy, mãi từ khi tóc xanh đến lúc đầu bạc, nghĩa là phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, trong việc nhỏ cũng như việc lớn, phải tránh những tiếng to, tiếng nhỏ của vợ con hay chồng con. Theo thường tình, những anh em chồng chị dâu hay em rể anh ruột hay chinh nghiêng lẫn nhau trong những việc nhỏ mọn, bổn phận anh chị hay em phải sáng suốt mà phân định để tránh cái vạ chia ly. Anh chị em là di hài của cha mẹ, bất hòa là phá hoại cái di hài ấy. Anh chị em như chân tay, bất hòa là chia lìa thủ túc. Người nào xử được đạo hiếu để nghiêm trọng thì người ấy có tinh thần hòa kỉnh. Hiếu thuận là gốc đạo xử thế, ấy vậy nên người trọn thảo thuận thì có lòng trung quân ái chúng. Bổn phận con cháu đối với ông bà. Ông bà là đấng sinh thành dưỡng dục cha mẹ, lại là đấng cha mẹ thương mến quý trọng. Đạo hiếu buộc người làm con phải kính trọng những người mà cha mẹ thăm giao. Ấy đó là những người bàng quan mà còn xử trí như thế, huống chi ông bà là ruột thịt của cha mẹ chúng ta mà chúng ta lại dễ vui sao? Vậy khi ông bà sanh tiền, chúng ta phải thay mặt cho cha mẹ chăm nom ông bà những việc nào mà chúng ta có thể làm được. Còn khi ông bà qua đời thì lại thay mặt cho cha mẹ mà thờ phượng cúng tế ông bà. Thờ phượng cúng tế ông bà là lễ tỏ lòng tôn kính nguồn gốc sinh thành dưỡng dục. Lòng tôn kính ấy nơi người Việt Nam theo Nho giáo thường phát biểu với một phương thức trang nghiêm. Ngày tế tự cả gia tộc về nhà thờ để lo việc tế lễ. Hai ngày tiên thường và chánh dỗ, những người họ hàng vui vầy, có khi nhắc lại sự tích tổ tiên, có lúc hỏi việc hàng huyên gia tộc. Giờ cúng tế mỗi người đều có lòng thành kính rất mực. Khi ra vào, lúc lại qua trước bàn thờ, họ cúi đầu tỏ vẻ sợ sệt, dường như ông bà đang ngự trên chỗ sở tôn. Giờ tế lễ ấy, hoàn cảnh yên lặng, người trưởng tộc hành lễ, rồi đến con cháu, cứ theo thứ tự vái lạy trang nghiêm. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ giữ nguyên vẹn các lễ thờ cúng ông bà đó. Vả chăng đạo hữu đã có sẵn đạo tâm, nay đem lòng thành kính ấy mà thờ cúng ông bà, thì có lẽ cái phong tục cổ truyền sẽ được tăng thêm phần thuần mỹ nữa. Bổn phận làm chồng và làm vợ. Chồng hòa vợ thuận. Trai lớn thì có vợ, gái lớn thì có chồng. Người ở đời phải có đôi có bạn, rồi sau mới lập được gia đình. Cái định luật ấy từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. Trong đạo vợ chồng, có điều tốt nhất là hai người ấy được thuận hòa, ăn ở với nhau từ tóc xanh đến khi đầu bạc. Mà muốn như vậy thì mỗi người phải biết bổn phận của mình và phải hành vi trong phạm vi ấy. Chồng là trường cột của gia đình, phải đảm đương mọi việc bên ngoài để tạo hạnh phúc gia đình, nghĩa là phải làm lụng cho có cơm, có tiền, nuôi dưỡng gia đình no ấm. Kế đó sẽ nói đến việc lễ nghi đạo đức, tức là bàn đến việc dạy dỗ. Cổ nhân nói, giáo phụ sơ khai, giáo tử anh hài, nghĩa là phải dạy vợ lúc ban sơ, phải dạy con lúc thơ ấu, mà muốn dạy người trước phải sửa mình để làm gương. Giả tỷ như chồng biến nhát, không lo làm ăn, quanh năm cứ lêu lỏng chơi bời cờ bạc, chồng như thế mà bảo vợ nên người thì không thể được. Cha như thế mà bảo con đừng đánh bài thì cũng không sao được. Người chồng chẳng những phải lo làm lụng để tạo hạnh phúc cho gia đình, mà còn phải có tinh thần hòa ái nữa. Về tâm lý, nên biết rằng vợ là bạn trăm năm, được cha mẹ lựa chọn, họ là người yếu đuối nương dựa nơi mình, gửi thân cho mình để cùng nhau chung lo việc trăm năm gia thất. Hơn nữa, vợ chồng lại là người đầu ấp tay gối với nhau, vui chung vui, buồn chung buồn, nghèo chung chịu, giàu chung hưởng. Lòng có nghĩ như thế thì mới có dạ yêu thương mà đùm bọc nhau. Người chồng có quyền khuyên lơn dứt bẩn người vợ, nhưng trước phải làm xong nghĩa vụ của mình như đã nói trên, rồi sau mới dựng đến quyền. Tuy nói rằng có quyền, nhưng người chồng lúc nào cũng lấy tinh thần hòa ái làm cốt.
nghĩa là có khuyên lân, dứt bẩn người vợ, thì cũng chỉ trong vòng lễ nghi hòa ái, chứ không phải giang tay đánh đập vũ phu. Người vợ phải có tinh thần thuận tùng, nghĩa là phải biết dung hòa với chồng. Để tạo nên hạnh phúc gia đình, bác trong sống còn động, huống chi vợ chồng ăn ở nhau cả đời, làm thế nào tránh khỏi một đôi khi bất đồng ý kiến. Giả tỷ như có xảy ra việc như thế, thì vợ chồng nên nhịn nhục lẫn nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, để phân trần điều hơn lẽ thiệt. Nên tương ý mà sanh sống trong vòng lễ nghi đạo đức, chẳng nên bắt chước phường hỗn ẩu, chồng một lời đi thì vợ dăm bảy tiếng lại, thế rồi sanh việc bất hòa, chồng vợ bất hòa thì gia đình tan nát. Phận gái trọng nhất là trinh tiết, bởi vậy người phụ nữ có thân phải giữ lấy thân, càng ngày phải càng làm tăng giá trị của mình thêm nữa lên cao mãi. Tiên Nho có câu: đi ngang đám đưa không nên sửa dép, đi dưới cây lý không nên gãi đầu. Đại ý câu này khuyên người ta những hành vi ăn nói đứng đi trang hoàng, nhất là phải tránh cử chỉ nào làm cho người khác ngờ vực, cũng như đi qua đám đưa không nên sửa dép, hoặc đi dưới cây lý không nên gãi đầu. Vì làm như thế, người ta ngờ rằng mình bẻ trộm đưa hay hái trộm lý. Tề gia là bổn phận của đàn bà, cho nên người vợ phải chăm lo việc nhà, thiếu đủ phải biết, còn hết thì phải hay. Sắp đặt đâu đó an bài, ăn cần ở kiệm, phải biết trọng tiền của chồng làm ra là cực nhọc. Tục ngữ có câu: ăn nhịn qua ngày, ăn vay mắc nợ, của chồng công vợ, chồng vợ cộng tác để tạo hạnh phúc cho gia đình. Tóm lại, đạo vợ chồng cốt nhất là phải thuận hòa. Chồng chẳng nên ỷ quyền mà hiếp đáp vợ, vợ không nên cậy thế mà hỗn ẩu với chồng. Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Tân Luật Đại Đạo nói: hôn nhân là việc rất quan trọng trong đời người, phải chọn hôn trong người đồng đạo, trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới kết làm giai ngẫu, đó là có ý ngừa sự bất trắc về sau. Tân Luật lại cấm người đàn ông không được cưới hầu thiếp, chuỗi có chích lẻ giữa đường mới được chấp nối, thoảng như vợ lớn không con nói hậu thì được phép cưới thiếp, song chính mình chánh thê mới đặng. Người đạo chẳng được để bỏ nhau, trừ ra tội ngoại tình hay thất hiếu mới công cô. Bổn phận đối với cậu cô chú bác: cậu cô chú bác là anh em ruột thịt với cha mẹ, kẻ làm cháu chẳng những phải yêu mến mà còn quý trọng như cha mẹ vậy. Nếu vô phước mồ côi thì chính cậu cô chú bác là người thay mặt cho cha mẹ nuôi mình, đó đủ thấy rằng con cháu phải thương mến quý trọng cậu cô chú bác như cha mẹ. Khi thành gia thất rồi, tự nhiên ai cũng có cậu cô chú bác bên chồng cũng như bên vợ. Kẻ làm con cháu cũng không vì lẽ gì mà không thân ái với những người ấy. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Hy sinh cho một lý tưởng. Hy sinh có nghĩa là quên cả sự sống, không kể tánh mạng mình, để mưu cầu ích lợi chung cho nhiều người. Lý tưởng là ước vọng cao xa của một cá nhân mà cá nhân ấy cố đạt cho kỳ được. Hy sinh cho một lý tưởng tức là quên mình hay là hiến cả thân mình để làm một việc gì theo cái ý niệm mà mình cho là cao thượng, là tốt đẹp, để tô điểm cá nhân mình và cùng phụng sự cho kẻ khác. Cho hay kiếp sống con người không phải để ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, hầu kéo dài ngày tháng cho tới chết là hết. Như vậy thì kiếp sống không có nghĩa và không bổ ích vào đâu cả. Trái lại, sống với một mục đích, một chủ nghĩa hay một lý tưởng gì ngoài mình và cao hơn mình mới thấy cái lạc thú để sống. Cố gắng theo đuổi cái mục đích ấy và để hết năng lực cùng tinh thần vào đó cho tới mức thành công, sẽ thấy dầu hy sinh đến đâu cũng không tiếc và vui lòng hy sinh là khác. Do đó mới có trổ mặt những anh hùng liệt nữ, những quân tử hiền tài nơi này nơi nọ mà đời hàng ca tụng sùng bái. Như Đức Phật Thích Ca có một lý tưởng cao siêu là thoát khổ,
Ngài hy sinh cả quyền cao tức trọng, phú quý vinh huê, luôn cả gia đình, rồi hãm mình trong vòng khổ cực, tìm cho rõ nguyên nhân, sự khổ và tầm phương diệt khổ. Ngài đắc pháp là nhờ theo đuổi cho đến kỳ cùng cái lý tưởng duy nhất ấy. Đức Khổng Phu Tử vì theo đuổi cái lý tưởng sửa đời tệ, trị đời loạn, không hề thối bước trước một trở lực nào. Mặc dầu ra làm quan giúp nước Lỗ, kế qua Tề, sang nước Vệ, tới nước Tống, nước Trần, nước Tấn, nước Sở, rồi trở về nước Lỗ, không nước nào dung nạp ngài cho được lâu dài. Mãi đến tuổi về hưu, ngài còn tiếp tục tạo dựng cho xong một nền luân lý thuần túy cho dân tộc Trung Hoa, thêm viết một bộ sách Xuân Thu để bày tỏ cái đạo của ngài về đường chánh trị. Như Đức Giêsu Christ có một lý tưởng chuộc tội cho loài người, vì nhận thấy thời bấy giờ loài người đang đắm đuối trong vòng tội lỗi, ngài chịu đổ máu trên thập tự giá và đạt thành mục đích. Như hai bà Trưng trong xứ ta theo đuổi một lý tưởng phải trả thù chồng bằng cách diệt trừ kẻ tàn bạo và đuổi quân xâm lăng ra khỏi nước, hai bà không màng sức yếu quần thoa xông pha trận mạc cho đến lúc thành công mới ngừng. Sanh ra ở cõi trần này, nếu ta chịu khó kiếm hiểu vì sao ta sống, sống để làm gì, ắt ta thấy con người là người của xã hội, và đã là người của xã hội thì không khỏi có một niềm ưu tư phục vụ cho xã hội. Chừng ấy ta sẽ nảy nở những tư tưởng cao xa, những quan niệm tốt lành để tạo được một đời sống vẻ vang cho mình và hữu ích cho xã hội. Đứng về mặt tôn giáo mà nói, phải có đại nguyện mới mong thành chánh quả. Đại nguyện là hy sinh, chánh quả là lý tưởng. Như hiện thời trong cửa đại đạo, mỗi người trong chúng ta đều lãnh một sứ mạng thiêng liêng dìu chúng sanh vào đường đạo đức. Trước hết, chúng ta cần ly gia cắt ái, xả phú cầu bần, rồi kế đó phải gắn công trao dồi hạnh đức cho tới chỗ chí thiện mới xứng đáng một người truyền giáo. Sách Đại học rằng: đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chí ư chí thiện. Chí thiện là lý tưởng, còn những phương châm đạt thành lý tưởng như trên vừa kể là hy sinh vậy. Tổng luận: đại phàm trong muôn việc có khó mới có nên, thậm chí muốn tới nơi thành tựu của một đại sự, dầu phải phủi hết cái gì của mình mà mình cho là quý báu trọng hậu cũng sẵn sàng hư hủy. Muốn thâu cái lợi lớn phải thí cái lợi nhỏ là lẽ hàng xưa nay vậy. Tinh thần đoàn kết. Đoàn kết là hiệp tại nhiều người thành nhóm, thành đoàn theo cùng một chí hướng để thực hiện một mục đích có ích chung, hoặc phụng sự cho một chủ nghĩa cao thượng, ngõ hầu thâu thập kết quả chắc chắn và tốt đẹp. Trái lại, riêng lẻ một người không thể thành công được. Có đoàn kết mới có sự liên lạc mật thiết, mới hiểu nhau, mến nhau rồi sẽ giúp nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn, không bỏ qua một việc nào. Việc nhỏ như một người lăn không nổi một cây xúc mà nắm bảy người phụ lực vào thì lăn rất dễ. Việc lớn như muốn lấp đất đê ngăn nước, một người làm không xuể, đông người làm chẳng mấy hồi. Việc lớn hơn nữa như giữ gìn biên cương, bảo vệ quần chúng, có đoàn kết với mọi người mới chung lưng đấu cật, đồng lòng quyết thắng thì quân địch không dám đến, hay đến rồi phải thất bại. Những nghiệp đoàn trong các ngành kinh tế hay chính trị hoặc binh bị là những hình thức đoàn kết hiệu nghiệm để bên vực quyền lợi và giữ vững tinh thần phấn đấu cho ngành mình mà không mất tình hữu nghị giữa người trong ngành. Lời ví rằng: chia rẽ thì chết, đoàn kết thì sống. Số đông là số mạnh, đã đông lại thêm đồng một chí hướng thì làm việc gì cũng thành công. Hội nghị Diên Hồng là một đoàn kết lịch sử của Việt Nam vậy. Sự đoàn kết của những người trong một nhóm là một việc hay, còn đoàn kết nhóm này với nhóm khác để tương trợ lẫn nhau trên đường sanh sống là một việc càng hay hơn, thêm cần thiết là khác. Một xã hội cho đặng sống điều hòa và bình hành thì sĩ nông công thương phải phù trì nhau mới cung cấp đầy đủ nhu cầu và tiện nghi được.
Lời thầy Mạnh Tử về sự đoàn kết rất hữu lý và thâm thúy như vậy. Không có người quân tử là các quan thì chẳng ai ra chánh giáo để cai trị dân quê. Không có dân quê thì chẳng ai cày cấy lấy lương bổng để cung cấp cho người quân tử. Vô quân tử mạc trị giả nhân, vô giả nhân mạc dưỡng quân tử. Từ cổ cập kim, ở thế hệ nào cũng vậy. Đời sống có đoàn kết mới có tiến hóa. Thế hệ này đã qua, để lại cái di sản đoàn kết lại cho thế hệ khác, và cứ lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cái di sản ấy chỉ tăng thêm phần tốt đẹp mà thôi. Thản như di sản đó bị phân chia ra từng mảnh múng bởi một lẽ gì chẳng hạn, thì vì sự sanh tồn của xã hội, ta phải kiếp ráp lại cho lành, chuyển hư thành nên, mới khỏi đắc tội với thế hệ sau cũng như với thế hệ trước. Tổng luận, sự đoàn kết giúp cho người ít tổn sức mà lập được đại công, trái lại thì phí nhiều sức mà thành công giả tràng. Ở trong cửa đạo, sự đoàn kết rất hữu ích về phần vật chất cũng như tinh thần. Về vật chất, có đoàn kết mới giữ trọn nét yêu thương để trợ giúp nhau khi hữu sự. Về tinh thần, có đoàn kết mới tận tâm dìu dắt nhau trên đường hành đạo, mới có đủ năng lực truyền bá chân truyền, cứu nhân độ thế. Xã hội ở thế gian này, ngoại trừ những vật vô tri, các vật hữu tri hữu giác đều sống có gia đình, có tổ chức, có nhóm, có đoàn, mới tiến hóa và tồn tại tới ngày nay và sẽ còn tiếp diễn. Loài người hồi đời thượng cổ chỉ sống chật hẹp trong tiểu gia đình. Lần hồi vì cuộc sống mưu sinh cấp thiết mới nhìn nhau trong kẻ đồng tông và mở rộng đường tiếp tế bằng cách trao công đổi của. Nhưng vì nhu cầu thân xác cứ đòi hỏi thêm tiện nghi mà một nhóm người không thể thực hành cho nên việc. Rút kinh nghiệm trong sự cộng tác đắc lợi của người đồng tông, nhiều tông và nhiều tiểu gia đình khác mới hội họp lại là một đại gia đình hay một xã hội. Mục đích là tương trợ khi hữu cầu. Với mục đích này, xã hội có trách nhiệm nâng cao đời sống của mỗi người bằng cách bổ túc những nơi nào còn khuyết điểm. Chẳng những vậy thôi, còn tìm phương cải thiện đời sống cho tận mỹ hơn, về phần vật thể cũng như về phần tinh thần. Về phần vật thể thì trợ khổn phò nguy, lập dưỡng đường, dựng cô nhi viện, tạo dưỡng lão đường, vân vân. Về phần tinh thần thì lập trường học, xây nền giáo huấn bách khoa, nâng cao dân trí để phấn đấu cho xã hội được dễ dàng phát triển trên mọi phương diện. Vả lại, xã hội là nơi quy tụ ý kiến của các bậc nhân tài, là nơi đấu trí của các nhà thông thái. Tiện thị là nơi sản xuất những cái hay, cái tốt để tô điểm đời sống còn của toàn thể. Vậy thì công trạng của xã hội đời này là để bảo vệ cái di sản của xã hội đời trước, cũng như sẽ kể truyền cho xã hội đời sau. Hay nói một cách khác, có xã hội mới có văn minh tăng tiến. Cái văn minh đời này đã thành hình từ đời trước rồi, rồi đời này cải thiện cho đời sau thừa hưởng, đời sau còn cải thiện thêm, thì nền văn minh vật chất lẫn tinh thần không khi nào sút kém. Thiết tưởng mỗi một thế hệ đều có một trình độ tiến hóa riêng, nên xã hội của thế hệ này có bổn phận vừa giữ gìn cho nguyên vẹn cái văn minh của xã hội của thế hệ dĩ vãng, vừa nâng cao nền văn minh ấy cho hợp với dân sanh, dân trí đương thời. Rồi xã hội của thế hệ tương lai cũng sẽ do theo nguyên tắc kể truyền mà để bước. Tổng luận, không có xã hội, nhân loại sẽ yếu thế và mất thăng bằng trong đời sống của mọi người. Song lem những năng lực của xã hội ở thế kỷ 20 này đã đến mức giọng mảnh phi thường, thành thử gây trở lại một nỗi lo âu cho thiên hạ. Nó đoạt được một phần cơ mầu nhiệm của tạo hóa là làm chủ nguyên tử năng, điều khiển khinh khí lực và còn lên viếng cả cung trăng. Nhưng ngặt nỗi, hiện nay khoa học phần nhiều lại chỉ mạnh tiếng về cách sát sanh hại sanh linh mà ít quan tâm đến bảo tồn sự sống. Duy những đặc điểm khác của nguyên tử năng hay của khinh khí lực để tạo hạnh phúc cho nhân sanh hãy còn trong vòng bí mật. Phải chăng vì loài người chưa quay hẳn về đường đạo đức nghĩa nhân nên tìm chưa ra điểm ấy?
liên hệ giữa cá nhân và xã hội. Một số đông người hợp lại để theo đuổi một chương trình hành động, mưu sinh cho toàn thể, gọi là đoàn hay nhóm hay câu lạc bộ. Nhiều đoàn hợp lại theo đuổi một chương trình rộng rãi hơn, cũng thiên về sự lợi ích chung, gọi là xã hội. Mỗi cá nhân là một phần tử của xã hội. Vậy thì xã hội hình thành bởi cá nhân và được nâng đỡ, duy trì tồn tại cũng do công cán của cá nhân. Vả lại, sự đòi hỏi của đời sống rất phức tạp, nên phải nhiều tay, nhiều trí, nhiều của bồi đắp nhau mới làm cho thỏa mãn các nhu cầu được. Thử xem từ thế hệ này đến thế hệ khác, có ai không ước ao ăn ở cho được an ninh, cho có nghĩa tình giữa người đồng xóm, đồng làng, đồng xứ sở. Nào là quyền lợi riêng tư, nào là tự do cá nhân, nào là tiện nghi ăn ở. Ấy là những điều kiện muốn thực hành cho hoàn toàn, phải trải qua biết bao việc nhỏ nhặt, phiền phức liên đới buộc ràng. Từ hạ từng cơ sở đến thượng từng kiến thiết. Nếu không có xã hội đảm đương trọng trách điều khiển mọi hành tàng và giữ gìn kỷ cương, thì sự sống còn của cá nhân không có nền tảng vững chắc. Nếu nó không sụp đổ, đồng thời nhiệm vụ cá nhân đối với xã hội không phải không quan hệ, vì mỗi người tùy khả năng phải tận tâm vừa giúp cho xã hội làm tròn phận sự. Vì đó, sự cố gắng của cá nhân là kết quả thành công của xã hội. Thoảng như rủi có điều gì lầm lỡ của vài phần tử xã hội, thì toàn thể chung chịu trách nhiệm. Nếu không chỉnh đốn cải thiện cấp kỳ, thì cái tệ hại này có ảnh hưởng tới thế hệ tương lai hoặc tới nhiều thế kỷ khác. Theo luật thiên nhiên sanh hóa của càn khôn vũ trụ vạn vật, phải có biến mới có tiến. Đây nói về nhân loại, một khi ngộ biến thì xã hội phải tầm phương giải nạn và phòng ngừa tai nạn tái lại. Đó là cơ hội cho cá nhân vừa giúp xã hội chống chọi với mọi trở lực trên con đường tiến hóa. Và một lần thành công là một lần phát triển. Song lè muốn đi đến thành công, có khi gặp trường hợp phải chịu nhiều thất bại. Nếu kiên tâm trì chí và khéo xây trở đối chiếu, thì có thể chuyển hư thành nên. Sự thất bại sẽ lùi bước, nhường chỗ cho sự thành công, là phần thưởng cuối cùng. Tuy thất bại vẫn là bài học để tiến hóa, nhưng nên nhìn nó là cây thước để đo trình độ dân sanh, và là sự kiện để giúp xã hội canh tân theo kịp thời gian và hợp dân trí. Tổng luận, cá nhân là phần tử tạo dựng xã hội, xã hội là hình ảnh năng lực của các phần tử. Phần tử tốt thì tạo xã hội tốt, phần tử xấu thì xã hội khó tiến hóa. Vì vậy mà người ta nhìn xã hội mà đoán quốc vận